Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài thứ hai giới thiệu về ngôn ngữ C#. Mục tiêu của bài này là để chuẩn bị cho việc lập trình với ngôn ngữ C#, thì chúng ta sẽ làm quen với cấu trúc lệnh, với các cái kỹ thuật liên quan đến class và thừa kế trong C#. Và cũng thông qua bài học này, chúng ta sẽ tập viết các cái chương trình với cái giao tiếp điều khiển hướng lệnh, tức là command driven. Thì với cái giao diện command driven, chúng ta sẽ viết thiên về kỹ thuật ha, mục tiêu chính. Và cái bài này sẽ diễn ra 2 tuần, vào cái buổi thứ tuần thứ hai và tuần thứ ba. Thế thì trong bài học này, hai phần chính chúng ta cần đề cập đến. Đấy, phần thứ nhất chính là kiểu dữ liệu, phép toán và các cái cấu trúc điều khiển. Thế thì phần này cũng nhanh thôi, bởi vì sao? C# là ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, phát triển dựa trên ngôn ngữ C. Cho nên các kiểu dữ liệu cơ bản của C# cũng được lấy hoàn toàn từ ngôn ngữ C. Mà trước đây chúng ta từng học Java rồi, cho nên các kiểu dữ liệu cũng của Java với C# cũng sẽ tương đương ha, cũng tương đương với nhau. Các phép toán cũng vậy. Rồi các cấu trúc lệnh ha, các cấu trúc để điều khiển chương trình như là cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lọc thì cũng giống ha, cũng lấy từ cái bản hoàn toàn từ ngôn ngữ C#. Trên việc lập trình với C# thì hoàn toàn thuận lợi nếu như mình đã từng học Java. Thế thì cái đầu tiên đấy là vấn đề dữ liệu. Trong các ngôn ngữ lập trình thì dữ liệu được sử dụng để cho phép khai báo, cấp phát vùng nhớ, lưu trữ những cái thông tin ha, cho quá trình xử lý, hoặc là lưu trữ những cái giá trị mà người dùng nhập vào. Thế thì tất cả những cái đối tượng được sử dụng để lưu trữ cho các mục đích trong chương trình được gọi là biến ha, hoặc là hàng số. Hàng số thì giá trị nó không đổi trong suốt quá trình dùng làm việc ha, trong quá trình chương trình hoạt động. Còn đối với biến ấy, thì các cái nội dung của nó có thể thay đổi tùy theo thời điểm, tùy theo nhu cầu lưu trữ trong chương trình. Với tất cả các biến thì nó có quy ước đặt tên. Đặt tên biến thì luôn luôn bắt đầu với chữ ha, hoặc là dấu gạch dưới gọi là underscore. Có thể kết hợp các cái ký số từ 0 đến 9. Đối với các ngôn ngữ phát triển từ ngôn ngữ C thì nó phân biệt hoàn toàn giữa chữ hoa và chữ thường. Nó cho mình lưu ý điều này. Và tên của biến thì không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt, ví dụ như dấu cộng, dấu and, dấu xuyệt, vân vân. Nói chung không phải chữ, không phải các chữ cái từ A đến Z, hoặc không phải ký số, không phải underscore thì được xem là special character, tức là những ký tự đặc biệt. Vấn đề thứ hai của một biến thì nó sẽ có chứa giá trị và nó thuộc một kiểu nào đó. Kiểu ở đây thì có thể là một trong hai dạng. Một là dạng chỉ chứa giá trị, những cái này gọi là primitive data type, tức là dữ liệu thuần khiết. Còn cái kiểu thứ hai chính là kiểu tham chiếu, tức là reference type. Reference type thì nó không chứa giá trị mà nó chứa địa chỉ để trỏ đến những nơi có chứa giá trị ha, hoặc là trỏ đến nơi có chứa giá trị, có những cái địa chỉ để trỏ đến những nơi khác có chứa giá trị. Đại loại như vậy thì reference type là kiểu tham chiếu, còn value type là kiểu có dùng để chứa các giá trị. Giá trị ở đây có thể là số, có thể là logic, có thể là chữ ha, có thể là ký tự. Thế thì những cái kiểu được định nghĩa sẵn chính là primitive data type. Trong ngôn ngữ C# thì nó cũng dùng 8 kiểu tiêu chuẩn giống hệt như Java. Thì gồm có đối với số nguyên thì nó có các cái kiểu byte, tức là bộ nhớ sẽ tốn 1 byte, và tức là tương đương 8 bit đấy ha, không có dấu, tức là chỉ có chứa số dương thôi.
các giá trị từ 0 đến 255. Kiểu sọc ấy thì nó lớn gấp đôi kiểu bài, nó tốn khoảng 2-3 và giá trị có thể chứa cả có dấu, tức là từ âm 32.768 cho đến dương 32.767. Kiểu in này là gấp đôi kiểu sọc, đúng không? Tức là 4 bài thì giá trị nó chứa khoảng 2 tỷ 1, cộng trừ 2 tỷ 1. Kiểu long thì lại gấp đôi kiểu in, tức là nó khoảng 8 bài. Thì cái phần này các bạn đọc là các cái giá trị với kích thước ha, thì mình thấy trong cái bảng mô tả đây thì nó mô tả cột thứ hai chính là kích thước. Kích thước ở đây chính là cái độ lớn của cái kiểu dữ liệu đó cần phải dùng để cấp phát trong bộ nhớ. Còn RAM là các giá trị nằm trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu là những giá trị có thể chứa được. Đối với dấu thực thì nó có hai cái giá trị, có hai cái loại, đấy chính là cái float ha, float dấu chấm động, double cũng như float. Double có thể chứa được lớn hơn, tức là nó 64 bit, là có tức là có thể chứa được tới 15-16 ký số ha, số lẻ, để chứa nhiều hơn so với kiểu float. Ở kiểu tra thì trong C# cũng giống như là kiểu tra trong C và trong Java. Cái kiểu logic thì trong C# nó không dùng từ cái từ khóa boolean như kiểu Java, mà nó viết ngắn gọn hơn, tức là chỉ dùng bool ha. Thì kiểu này có thể chứa được giá trị một, chỉ chứa được hai giá trị true, tức là tưởng đại diện cho chân trị ha, tức là đúng, còn false tức là đại diện cho cái giá trị sai. Có một kiểu dữ liệu mà trong C# nó cung cấp thêm ngoài 8 kiểu dữ liệu cơ bản giống như Java, đó chính là kiểu decimal. Và kiểu này thì chứa giá trị số lớn hơn rất nhiều so với những kiểu khác. Nó có thể chứa tới 128 bit, tức là gấp đôi kiểu double, gấp đôi kiểu long. Đối với cái kiểu mà tham chiếu, reference type, thì nó chia ra làm hai dạng. Một là built-in tức là tham chiếu mà được xây dựng sẵn rồi, ngôn ngữ C# nó xây dựng sẵn rồi. Điều này cũng giống như bên Java trước đây mình đã từng học, tức là gì, nó cũng có một cái tham chiếu đến đối tượng, nó gọi là object, và object được xem là cái đối tượng dùng để xây dựng lên những loại đối tượng khác. Tức là các bạn định nghĩa một cái class mới theo cái ý đồ của mình, không hề có thừa kế. Thì cái mặc nhiên cái class ấy cũng được xem như là thừa kế từ object. Trong C# và Java nó có đặc điểm đấy giống nhau. Rồi có một kiểu cũng là dạng tham chiếu nhưng mà chuyên dùng để chứa các cái chuỗi ký tự, nó gọi là kiểu string. Thế ngoài ra thì reference type, nó không, ngoài built-in thì nó có hai cái loại đó, thì nó còn cung cấp ba cái loại khác, là trong đó bốn cái loại khác ha. Thì bốn loại này nó gọi là user defined, tức là tham chiếu nhưng mà do cái người lập trình tự định nghĩa. Thế kiểu thứ nhất là kiểu class, thì mình cũng biết rồi đúng không ha, muốn xây dựng lên các cái đối tượng lập trình thì anh phải định nghĩa ra các cái class khác nhau để sau này anh cần có thể tạo nên đối tượng của cái class tương ứng. Kiểu dữ liệu đặc biệt nữa là dữ liệu mảng. Thì trong này khi mình cần lưu trữ các giá trị có cùng kiểu, cùng loại, lưu cho cùng mục đích, thì người ta sẽ dùng đến array, là kiểu mảng. Interface là một cái, cũng là một cái dạng dữ liệu liên quan đến việc lưu trữ các cái mẫu ha, để mô tả mẫu hàm, mẫu nguyên hàm, để mô tả cho những cái nhiệm vụ ha, nhiệm vụ mà những cái class cần phải dùng. Riêng có kiểu trong kiểu mới trong này mình Java trước đây mình không có, đây không có, tôi gọi là delegate. Delegate là một cái kiểu đặc biệt, nó dùng để lưu trữ các cái địa chỉ trỏ đến các cái hàm. Thế thì nếu mà dịch cái thuật ngữ delegate này, nó chính là ủy nhiệm ha. Tức là ví dụ như này, các bạn xây dựng một cái, tạo ra một cái nút
Đấy, các bạn tạo ra một cái nút, rồi các bạn viết một cái hàm để thi hành cái sự kiện khi người ta click vào cái nút đó. Thế giờ nếu như mà có xây dựng một cái nút khác cũng có cái hàm thi hành những công việc giống như nút đã có, thế thì lúc này chúng ta sẽ phải có tới hai hàm. Điều này thì không sai, đúng không? Rất đơn giản. Nhưng nếu mà nhìn ở cái góc độ tổng quát ấy, thì dường như nó hơi thừa, đúng không? Thay vì anh có giả sử các hàm để thi hành có thuật toán tương đương giống nhau, thế thì thay vì anh phải viết lại thì lúc này anh có thể ủy nhiệm cho cái nút đấy trở về cái hàm đã có để thi hành. Thì trong trường hợp đấy thì người ta sử dụng đến một cái đối tượng nó gọi là cái dạng dữ liệu tham chiếu, nó gọi là delegate, là như vậy. Delegate chính là một cái dạng ủy nhiệm, ủy nhiệm. Để mục đích của cái loại này là nó lưu trữ, cái đặc điểm của loại này là nó lưu trữ cái con trỏ để trỏ đến một cái hàm nào đó, để khi mà cái cần ấy, thì mình có thể thực thi cái sự kiện của cái đối tượng đó dựa trên cái hàm mà mình chỉ đến. Ví dụ như thế này, delegate mình có thể nhìn nhận ở góc độ thực tế, nó giống như sinh viên đi học, đúng không? Sinh viên đi học thì hàng ngày lớp trưởng phải đi xuống phòng thiết bị để lấy micro, lấy máy chiếu mang lên lớp, đúng không? Như vậy là đi xuống phòng thiết bị lấy micro, lấy máy chiếu là một nhiệm vụ gồm 3 hành động: đi xuống phòng thiết bị, lấy micro, lấy máy chiếu, đúng không? Thế ngày hôm nay lớp trưởng nghỉ, ví dụ hôm nay lớp trưởng nghỉ, thế thì phải giao cái nhiệm vụ đó cho một người khác, đúng không? Thế thì người đó có đi lấy micro, đi có đi xuống phòng thiết bị đi lấy micro, máy chiếu được không? Được. Đó. Thế thì lúc này cái nhiệm vụ mà lấy thiết bị cho lớp được ủy nhiệm cho một bạn sinh viên khác, không phải là lớp trưởng, đúng không? Thì cái hành động như vậy nó gọi là delegate. Thế thì đây, cái điều này nó hơi lạ ha, nếu mà mình chưa quen với cái kỹ thuật này thì mình sẽ cảm thấy nó hơi mơ hồ, đúng không? Thực ra một dạng này bên Java nó cũng có, nó gọi là action listener, là tức là anh tạo ra cái cơ chế lắng nghe để thực thi lệnh cho một nút nào đấy trên cái giao diện. Tại vì lúc trước mình chưa đề cập đến swing application, cho nên mình chưa được học đến cái action listener. Là thì thực ra C# với Java nó giống nhau, nó khác ha. Có chăng là khác một số các cái thuật ngữ, còn mục tiêu nó làm việc cũng tương đối giống. Ở đây chỉ là cái ví dụ thôi, mình thấy trên cái bảng này employee đặt tên là kiểu này đúng hay sai, đúng ha. Student đúng luôn, name có cái tiền tố là underscore, đúng. Cái thằng employee emp name cũng đúng luôn, nhưng mà cái static thì đúng không? Không đúng, bởi vì nó chính là một từ khóa của ngôn ngữ lập trình. Form class có đúng không? Không đúng, bởi vì tên của biến thì luôn luôn phải bắt đầu bởi chữ, ở đây dùng số thì không được. Và cái thành phần cuối cùng cũng là sai, bởi vì có dùng ký tự đặc biệt, tức là dấu n. Trong trường hợp này nếu anh dùng ký tự đặc biệt như kiểu dùng dấu n này thì nó sẽ cái bộ mà phân tích từ vựng đối với trình biên dịch của ngôn ngữ C# ấy, để khi nó phân tích nó sẽ xem như đây là hai biến mà đang thực hiện cái phép n trên bit của hai biến này. Thì trong trường hợp đấy nó phát hiện nó không thấy có cái biến student với biến fetch country thì nó báo lỗi, đúng không? Cho nên dùng dấu n trong tình huống này là không được. Về comment thì nó phát đây C# cũng phát triển từ ngôn ngữ C, cho nên có hai cái kỹ thuật mà comment, đấy là single line comment với lại kỹ thuật thứ hai là multiply comment. Thì hai kỹ thuật này nó dùng đúng như của C, trên cái này không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với XML comment ấy, thì đây là cái kỹ thuật mà nó dùng cái chú thích ấy, chú thích dùng để
thực hiện cho đối với tên của các cái thành phần trong class, ví dụ tên class, tên của hàm, phương thức thì người ta sẽ dùng để định cái map comment. Thế thì nếu như các bạn muốn tạo ra HTML comment của cho cái hàm hay cái class nào thì các bạn sẽ đặt con trỏ ở phía ngay trên kế trên ha cái hàm đó, và mình gõ dấu xuyệt, gõ ba cái dấu xuyệt thì nó sẽ tự động sinh ra HTML comment. Thì về nguyên tắc khi phát triển chương trình, các bạn nếu làm việc chuyên nghiệp, các bạn luôn luôn phải comment. Thứ nhất là mình làm xong, sau này mình đọc lại chương trình của mình thì mình sẽ nhanh hình dung ra nội dung trước đây mình đã từng viết hơn là không comment. Đấy là nguyên tắc thứ nhất, cái đặc điểm thứ nhất ha. Đặc điểm thứ hai nữa là khi mà mình làm việc với một nhóm thì mỗi người làm một phần việc. Thế thì sau này cái hàm của mình người khác dùng không hiểu nó là hàm đấy dùng làm gì, thì cái HTML comment nó rất hiệu quả trong cái việc mà truyền đạt thông tin cho nhau. Người ta gõ cái hàm đấy thì HTML comment nó tự động nó hiện cái chú thích của bạn đã đặt trước để cho người ta xem, người ta hiểu rằng trước đây mình đã từng cái mục tiêu cái hàm đấy mình xây dựng để làm gì, đúng không? Để cái đồng đội của mình, người cùng team, cùng nhóm với mình, người ta sẽ biết. Thế cho nên các bạn nhớ là mình luôn luôn phải comment ở trong mã lệnh. Chuyên nghiệp là phải gõ, nếu mong gõ là không được. Và HTML comment nó còn có một cái hiệu quả nữa là sau này nó có cái lệnh trong cái idea, ví dụ trong trường hợp mình dùng Visual Studio ấy, thì nó sẽ có cái lệnh để cho phép mình tạo tài liệu kỹ thuật trên dựa trên cái phần mã nguồn, cái thư viện hay là cái namespace mà mình đã xây dựng. Cho nên là quan trọng nha các bạn. Lúc học thì mình hay bỏ qua cái này, hay mình lười gõ, đúng không? Đây là điều mà không chấp nhận được nếu như làm việc chuyên nghiệp là người đó chấp nhận. Đó, thì mình thấy ở trong ví dụ trong cái hàm static voidman thì nó người ta dùng hai kỹ thuật, một là xuyệt xuyệt. This is a multi-line comment, thì cái dòng đầu tiên đó, cái dòng đấy nó chính là người ta ứng dụng cái single line comment. Thế còn nếu như mà mình phải gõ rất nhiều nội dung, có thể trải qua nhiều dòng mà lúc nào dòng nào cũng xuyệt xuyệt thì nó mất công, đúng không? Thì người ta có thể xuyệt dấu sao rồi kết thúc bằng sao xuyệt. Thế cái này chính là multi-line comment. Thế còn ngay phía trên cái hàm voidman, static voidman là cái phần dữ liệu mình đấy để the following is an HTML comment, thì cái này chính là HTML comment. Thế sau này nếu như mình truy xuất đến hàm men ở đâu đó, giả sử như vậy, thì cái thông tin, cái dòng chữ mà this is the HTML tag and can be extracted to an HTML file, thì cái đấy nó sẽ tự động hiện lên, cái dòng chữ đó nó tự động hiện lên. Đó, cái đó chính là HTML comment. Đối với từ khóa thì trong phần lớn trong Java với C# thì nó tương đối giống nhau. Ví dụ khác có một số thôi. Ví dụ những từ khóa liên quan đến lệnh như break, continue, by, key, cut, try, vân vân thì là giống, đúng không? Hay là interface, hay là private, public, protected, vân vân. Có một vài cái thì sẽ khác. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở cái cột thứ nhất mà dòng thứ tư là for each. Đây là từ khóa dùng để mô tả ha, hay được sử dụng khi mà các bạn muốn lặp trên tập hợp, tức là for each. Thì trong Java nó cũng có for each, nhưng mà từ for each nó vẫn dùng từ khóa giống như cấu trúc for thông thường. Đó, thì trong C# nó khác chỗ này. Cái nữa là cái thằng kiểu dữ liệu bool ha, thì trong Java nó có kiểu từ khóa đấy là boolean, thì trong C# nó chỉ là bool thôi, không có boolean. Cái từ khóa nữa cũng cột thứ nhất mà dòng thứ năm là từ khóa namespace, tức là những cái đối tượng để quản lý dữ liệu, quản lý các thành phần trong chương trình, các phần mã nguồn ấy, thì trong Java gọi là package, thì trong C# nó gọi là namespace. Còn lại mọi thứ đều là giống nhau, đúng không? Giống.
Escape character thì cái này nó rất quan trọng khi còn xuất chuỗi ha. Thì cái này mình coi lại cái phần escape character lúc trước mình đã từng học trong Java, trong C# nó cũng giống thế. Cái này không có gì phức tạp hết. Là có những trường hợp mà các bạn muốn viết ra màn hình giống như kép. Thế nếu mà các bạn gõ giống như kép bình thường thì nó lại hiểu đấy là bắt đầu hoặc kết thúc một chuỗi. Thì điều này nó bên trong một chuỗi mà các bạn gõ cái giống như kép thì nó sẽ xem như là mình kết thúc ở phần giữa. Và cái phần kế tiếp cái giống như kép mà mình vừa gõ vào ở giữa chuỗi ấy, đến hết nó xem như là một chuỗi mới mà có một chuỗi đầy đủ bắt đầu và kết thúc dấu nháy. Sau đó kết hợp với một cái chuỗi không có bắt đầu chuỗi thì nó sẽ có lỗi, đúng không? Trên chỗ này mình phải xuyệt giống như kép. Thì sang trong trường hợp đó nó xem những cái ký tự mà nằm ngay dấu xuyệt, xuyệt đây là xuyệt từ trái qua phải nha, thì nó xem là cái ký tự đấy mình muốn xuất ra màn hình. Đó. Trong cái mô hình lập trình xử lý sự kiện ấy, thì sự kiện là một cái hành vi có thể xảy ra trên đối tượng, xảy ra trên đối tượng. Cho nên các cái sự kiện thực ra nó được dùng liên kết với các hàm để thực thi các cái nhiệm vụ theo một cái chủ đích nào đó của người lập trình. Mỗi khi cái sự kiện tương ứng nó diễn ra hay nó xảy ra trên đối tượng của chương trình thì có rất nhiều các cái sự kiện phổ biến, ví dụ sự kiện vậy. Đây trên màn hình các bạn đang thấy đây chính là sự kiện về form activated, tức là khi một form được kích hoạt thì cái sự kiện này nó sẽ kích một cái hàm để thi hành khi mỗi khi form kích hoạt. Đó. Hoặc là sự kiện click, mình thấy nó cũng xảy ra phổ biến đối với các cái component. Đó. Khi mình click vào, giả sử các bạn tư duy theo cái hướng sự kiện, tức là mình xây dựng cái nút hay cái hình lên mà người dùng click vào đối tượng đó thì có ba lệnh sẽ được thực thi, đúng không? Thì đây là sự kiện. Thì các cái sự kiện phổ biến như là activated và deactivated, tức là kích hoạt hay là bị bỏ kích hoạt, tức là khi có hai form chạy song song, mình kích hoạt thằng này cũng đồng nghĩa với việc mình bỏ kích hoạt thằng khác, đúng không? Hoặc là các cái sự kiện focus, tức là mình chọn vào bên trong cái đối tượng đó thì tại thời điểm được chọn nó gọi là focus. Hay là sự kiện resize, tức là hiện sự kiện nó xảy ra khi mà kích thước của một cái cơ sở, của một cái form ấy, nó bị thay đổi. Thì có những trường hợp các bạn muốn nó tính toán, nó thi hành một số lệnh nào đó, thì lúc đó các bạn sẽ gọi cái sự kiện resize. Ha. Những khái niệm về lệnh và khối lệnh thì trong C# cũng giống như Java, tức là hết thúc một lệnh, kết thúc một lệnh thì chấm phẩy. Nếu như một nhóm lệnh nhiều hơn một lệnh, tức là từ hai lệnh trở lên nó gọi là một nhóm lệnh. Với một nhóm lệnh thì còn phải dùng cái cặp dấu ngoặc nhỏ. Trong trường hợp đấy nó gọi là block, tức là khối, khối có nhiều lệnh thực thi ở trong. Về toán tử thì ở đây mình đề cập đến nhắc lại năm cái loại toán tử tiêu biểu, đúng không? Toán tử cộng, trừ, nhân, chia, đây là các cái toán tử phổ biến, đúng không? Nhưng mà nó có hiệu lực khác nhau trên kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ phép chia là division, chia như vậy nếu đối với kiểu nguyên ấy, thì nó chỉ dự lưu được, nó chỉ tính được cái kết quả là phần nguyên thôi, còn phần lẻ sẽ bị mất. Thì đối với số nguyên thì nó có phép chia này, và có phép chia lấy dư chính là modulo, tức là cái dòng cuối cùng đó, thì mình nhớ cái này. Thì cái này trong ngôn ngữ C nó đưa ra, cho nên là thằng C# hay là Java nó cũng dùng giống như bình thường. Các cái phép toán có quan hệ so sánh giữa thằng này quan hệ với thằng kia theo cách như thế nào, thì đây có thể thằng này với thằng kia bằng nhau, tức là hai biến bằng nhau đấy ha, thì so sánh bằng, cái biến này với biến kia khác nhau, đấy chính là so sánh khác, lớn hơn nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn được bằng, thì những cái này mình quen với lập trình rồi, đúng không? Với các cái toán tử điều kiện, đúng không? Toán tử điều kiện thì mình thấy là conditional operator của mình trong C# với Java cũng giống nhau.
Đối với cái loại toán tử thứ hai, tức là toán tử tăng hay là toán tử giảm, tức là cộng cộng hay là trừ trừ ấy, thì nó cũng có ha, cũng vẫn lấy từ si sàn, cho nên cái này mình quen này, mình cứ dùng bình thường. Các cái phép gán phức hợp ha, combination operator, tức là phép toán cực hợp, thì ở đây mình cũng có thể cộng bằng hay là trừ bằng, và đặc biệt là nếu như dùng phép toán phức hợp này thì nó sẽ thực thi nhanh hơn so với thông thường. Ví dụ value 1 cộng bằng 5 thì đấy là biểu thức ở cột thứ nhất hàng thứ hai ha, thì nó tương đương, nếu viết như thế nó tương đương là value 1 cộng với sẽ bằng value 1 cộng với 5 đó. Thế thì tại sao nó lại nhanh hơn? Bởi vì sao? Khi cộng bằng ấy, thì nó lấy chính cái thằng nào cộng trên biến đó, là thì nó thực hiện nó cộng luôn kết quả. Còn nếu như gọn viết là value 1 bằng value 1 cộng 5 ấy, thì nó sẽ cấp phát vùng nhớ, rồi nó đổ với value 1 vào, nó kết hợp với số 5 vào, được bao nhiêu kết quả nó lấy lại đổ ngược về value 1. Thế thì ở đây cái phép toán toán tử gán cộng bằng trừ bằng nhân bằng chia bằng của thằng C ấy, nó cũng được dùng trong C#, và cái phép toán này rất là thuận tiện trong biểu diễn ha, cũng như là thực thi. Về cái độ ưu tiên phép toán tử ấy, thì nó cũng giống hệt như ngày xưa mình đi học phổ thông đấy. Các cái thành phần nằm ở bên trong ngoặc sẽ có mức ưu tiên cao nhất, ngoặc trong cùng là ưu tiên cao nhất, rồi mới đến các ngoặc phía bên ngoài ha. Nếu như ngoặc mà kết hợp với các cái phép toán khác thì ưu tiên mức thứ hai chính là toán tử tăng tự thân, đúng không, cộng cộng hay trừ trừ đó. Rồi đến nhân chia, đúng không? Đấy, giống như ngày xưa cái phần thứ ba thứ tư nó thể hiện giống như lúc mà các bạn học trung học cơ sở đấy, thì nó mô tả, mình nhớ cái câu nhân chia trước cộng trừ sau giống bình thường, đúng không? Đó, như vậy là bốn cái dòng đầu tiên thì nó cũng giống bình thường thôi. Ngoặc ưu tiên cao nhất, rồi đến nhân chia trước cộng trừ sau, rồi đến tiếp theo nữa mới đến các cái phép so sánh nhỏ hơn lớn hơn, nhỏ hơn bằng, đúng không? Rồi so sánh phép gán ha, hay là phép so sánh khác, rồi cuối cùng mới đến việc mà hội các điều kiện, đấy chính là cái phép toán n ha, n, hay là tuyển các điều kiện, đấy là chính phép o, cái dòng thứ 8 chính là phép o, là tuyển các cái điều kiện. Với phép 9 thì bắt đầu mới đến phép gán ha, phép gán phức tạp phức hợp đó. Thì cái phần chỗ này mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt, tại nó dùng một si mà. Cấu trúc lệnh thì chia làm hai loại. Cấu trúc thứ nhất là cấu trúc lựa chọn, hay là mình còn gọi là cấu trúc rẽ nhánh. Thì trên màn hình mình thấy đây là hai cái lưu đồ thuật toán để mô tả cho cấu trúc rẽ nhánh. Đơn ở bên trái là đơn màu vàng ấy, ha. Và cấu trúc bên phải tức là cấu trúc rẽ nhánh kép, tức là nếu thỏa mãn thì làm cái này, còn nếu không, còn ngược lại, tức là không thỏa mãn thì làm cái khác, đúng không? Đây là cái cấu trúc kép. Còn cái bên trái này thì nếu thỏa mãn thì làm, còn không thôi. Đấy. Thì trong trường hợp này là cấu trúc rẽ nhánh if else. Một cái cấu trúc rẽ nhánh khác của thằng C cũng được ứng dụng trong C#. Cấu trúc này rất nổi tiếng, đấy chính là strict case. Ở đây cấu trúc strict case với lại cấu trúc if ấy, nó khác nhau ở chỗ là cấu trúc strict case nó mang tính liệt kê, đúng không? Chính vì thế các bạn phải lưu ý rằng là với cái case, các cái case là những cái trường hợp có thể xảy ra, thì mình đặt lệnh tương ứng với cái case mà mình đưa ra giả định. Và sau khi đi thi hành xong những cái lệnh mà theo giả định của mình ấy, cần phải có khi phù hợp với cái case đó, thì các bạn phải có cái lệnh break nha, break để nó kết thúc cái cấu trúc switch tại vị trí đó. Có nhiều người không có đưa cái lệnh break vào ấy, thì nó làm sao? Nó sẽ tiếp tục, nó khi nó thi hành xong những lệnh cần thiết rồi, nó tiếp tục nó chuyển xuống thi hành những cái lệnh thuộc cái case kế tiếp. Và điều này có đôi khi nó lại làm cho mình sai về vấn đề tư duy, đúng không? Rồi mình nhớ cứ hết một case còn phải có lệnh break. Các cái cấu trúc còn lại đấy chính là for each, while và do while. Thế thì ở đây các cấu trúc như for, while và do while thì nó giống, nó là của C mà, trên chắc mình cũng không nhắc kỹ nữa ha. Là while thì mình thấy là
nó sẽ lập để thi hành khi mà điều kiện còn thỏa mãn, tức là điều kiện thỏa mãn thì nó chạy. Dubai thì cũng lập thêm, lập tiếp ha, quay trở lên chỗ đu để tôi thi hành lệnh thêm lần nữa nếu như điều kiện thỏa mãn. Vậy thì why và why do khác nhau chỗ nào? Ở đây nếu các bạn dùng why thì là nó kiểm tra điều kiện trước rồi mới thi hành lệnh để lập. Còn thằng do why mặc nhiên là anh vô đây là tôi thi hành. Thi hành xong một lần đấy rồi bắt đầu mới kiểm tra xem có lập nữa hay không. Nếu điều kiện tiếp tục được thỏa mãn thì nó lại quay ngược lên chỗ do, nó thi hành tiếp. Và nó chỉ khác nhau với cái việc thằng why thì ít nhất là không lập lần nào, đúng không? Tại vô một cái nó không thỏa mãn điều kiện rồi. Còn thằng do why thì nó cứ vô một cái là thi hành, rồi nó kiểm tra xem có tiếp tục làm nữa là làm lại lần nữa hay không ha. Thì là ta dùng do why. Cấu trúc for thì mình biết rồi ha. For truyền thống thì mình có ba thành phần. Thành phần thứ nhất chính là gì? Khai báo một cái biến khởi gắn giá trị, thường dùng là như vậy. Thành phần thứ hai chính là điều kiện để kết thúc, mọi người kết thúc hay là điều kiện để xét xem có lập nữa hay không. Đó. Và cái thành phần thứ ba là cái sự đưa ra, chỉ ra cái sự biến đổi của biến sau mỗi lần lập. Đối với for x thì ở đây nó cũng giống như for thôi, for x cũng giống như for thôi, nhưng nó khác về quan điểm tư duy. Trong cấu trúc for thì các bạn sẽ phải luôn luôn kiểm soát tư duy theo kiểu lập bắt đầu từ đâu cho đến đâu thì ngừng, đúng không? Còn for x ở đây thì nó quan điểm đơn giản, tức là set và mình thực hiện lập trên cái tập giá trị đó. Quá trình lập thì cứ còn giá trị thì còn lập, khi nào hết thì thôi. Tức là mình không quan tâm đến việc lập từ đâu đến đâu, mà mình chỉ xem như là xem xét là lập khi mà thỏa mãn ha, khi lập trên cái tập hợp, duyệt trên cái tập hợp. Đó, tức là khép là cái góc độ mà mình tư duy. Và thường thì khi làm việc trên các collection, người ta sẽ dùng for each. Ít có ai mà dùng for thông thường lắm ha. Người ta dùng for each để xét trên tập hợp, trên các cái đối tượng thuộc cái dạng là collection là nhiều. Cái phần tiếp theo ở đây chính là nói về class. Cấu trúc lại là của từ C đưa lên rồi. Trên hầu như các bạn đã học Java thì trong C# cấu trúc lệnh của cái phần vừa đề cập đấy là giống nhau, đa phần là giống nhau, khác một chút xíu, đúng không? Nãy mình chỉ khác ở cái chỗ kiểu dữ liệu bool với boolean, khác nữa là nó có thêm kiểu decimal, mà trong Java thì không có cái đó. Và có một cái khác nữa là lập trên collection, trên một tập các giá trị một collection thì Java với C# nó dùng từ khóa khác nhau. C# thì nó dùng hẳn cái từ khóa mới gọi là for each. Còn Java thì for each của nó vẫn dùng là từ khóa for, nhưng mà cách biểu diễn nó trong quá trình duyệt thì nó khác nhau. Thì cái phần hướng đối tượng ấy, thì nó sẽ có những điểm, thực ra nó có điểm giống nhau và cũng có điểm khác nhau. Thì mình thấy về thứ nhất về quan điểm, thằng Java nó xem cái lớp cha là super class, nó dùng thuật ngữ nó gọi là super class, và cái lớp mà thừa kế lớp con ấy ha thì nó gọi là sub class. Thì thằng C# ha nó xây dựng dựa trên quan điểm anh lấy dựa trên nền tảng nào thì cái lớp cha nó được gọi là base. Đấy, ví dụ mình xuất phát dựa trên nền tảng là ba mình, đúng không? Từ ba mình ấy sinh ra mình mà, thì ba mình được xem là base class. Còn mình ấy là lớp được thừa hưởng những cái đặc tính từ ba mình thì nó gọi là derived class, hay người ta còn dịch ra gọi là lớp dẫn xuất. Dẫn xuất tức là anh dẫn ra, anh trích xuất từ cái thằng base, từ cái lớp cơ sở, đại loại như vậy. Tức là về quan điểm thì nó dùng thuật ngữ khác ha, thì cũng vẫn là cái lớp cha và lớp con, đại loại theo cái ngữ nghĩa vậy. Thế thì ở đây hầu như các cái thành phần trong C# ấy nó đề là cái sự liên kết giữa class và object. Là tại vì sao? C# chính là ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, tức là tất cả những thành phần cơ sở, cái thành phần nhỏ nhất của một cái chương trình trong C# nó chính là class. Là và thông qua những cái class đó các bạn sẽ tạo được những cái object, và những cái object
đó thì nó luôn luôn có tồn tại hai cái loại, nó gọi là attribute, đấy là thuộc tính ha, hay là property là một cái thuật ngữ mới mà CSAM ưa dùng. Thứ hai nữa là có hành vi, có năng lực, nó gọi là các cái method ha. Thì trong cuộc cái đời sống thực ấy, trong đời sống thực thì chúng ta cũng thấy rằng sinh viên cũng là một cái object, đúng không, thuộc cái lớp sinh viên. Ví dụ bạn có mã số 0112, ví dụ bạn mã số sinh viên ấy, thì đấy là một cái đối tượng cụ thể của lớp sinh viên. Bạn ấy có tên là Trần Văn X, đúng không, giới tính nam, nhà ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn có sinh năm bao nhiêu đó là như vậy ha, bạn có số điện thoại cụ thể là bao nhiêu đó. Thế thì mình thấy rằng là sinh viên cũng là một cái đối tượng, và sinh viên thì có thuộc tính, ví dụ mỗi người thì có tên này, có tuổi này, có mã số sinh viên này, có số điện thoại này, có địa chỉ nhà này. Đó, những cái đấy gọi là thuộc tính. Có phương thức là đây, ví dụ như trong chương trình thì mình có thể hiện cái tên của sinh viên lên, nó gọi là display, hoặc là cái phương thức dùng để đăng ký môn học, đúng không, register object. Thế thì để tạo class trong Java với CSAP nó cũng giống nhau, nhưng không có gì đặc biệt, nó khác biệt ha. Thì trong một cái class thì bao giờ nó gồm hai thành phần, một là field ha, là các cái thành phần mà lưu trữ dữ liệu có liên quan đến đối tượng của lớp, nó dùng cái thuật ngữ là field. Trước đây mình dùng là attribute, đúng không, anh dùng gọi những cái thành phần dữ liệu của cái thằng student ấy là field hay là attribute, hay sau này CSAP nó gọi là property thì đều đúng ha. Thế rồi những cái hàm, những cái mình gọi là những cái phương thức ngoài thuộc tính ra, ngoài những cái đặc điểm, những cái để lưu các cái đặc điểm của đối tượng thuộc cái lớp đó ra, thì nó còn có một cái loại nữa, nó gọi là phương thức ha. Phương thức ở đây thực ra nó chính là những cái hàm để thực thi các cái nhiệm vụ nào đó, ví dụ như nhiệm vụ hiển thị thông tin, hay là nhiệm vụ tính toán, đúng không, hay nhiệm vụ đăng ký môn học. Đó là những cái phương thức, những cái nhiệm vụ, những cái năng lực của đối tượng. Thế thì để tạo ra một cái đối tượng trong cái class, một cái đối tượng là một cái object của class, thì mình cũng dùng toán từ new thôi. Này, giống trên màn hình bạn thấy cái dòng màu vàng và có cái khung màu đỏ nhấp nháy đó, chính là mình tạo ra một đối tượng của lớp student detail. Thì muốn tạo ra đối tượng của lớp student detail thì mình new cái student detail lên, new cái class đó ha. Và nhớ rằng khi chạy cái này thì đương nhiên nó cũng chạy cái constructor, cái hàm khởi tạo giống bình thường. Có một vấn đề tức là những cái đối tượng của lớp ấy, thì nó có thuộc tính, đúng không? Thuộc tính ở trong CSAP nó gọi là mình tạo ra những cái property. Thế thì các cái property này, như mình biết rằng là mỗi người thì dữ liệu có liên quan đến bản thân họ, thì nó gọi là thường là nó phải được che giấu ha. Ví dụ mỗi người thì có những cái thông tin cá nhân, và mình bình thường thì mọi người không thấy được thông tin đó. Chẳng hạn như là mình gặp một cái người ngoài đường, mình gặp họ, mình chưa hỏi, mình cũng chưa từng biết họ, thì đương nhiên gọi không biết tên, đúng không? Là không biết tên, thế nhưng tên cũng là một cái thông tin nó mang tính cần phải che giấu. Đấy là cái đặc thù là nó đúng như vậy. Hoặc ví dụ như là mình trong túi mình có bao nhiêu tiền thì những người khác không biết, đúng không? Che giấu thông tin. Thì che giấu có lợi mà cũng có hại. Ví dụ như mình vì che giấu thông tin cho nên là lúc mà người khác người ta chẳng biết mình là ai. Cho nên là ví dụ đang đi đường mà giả sử mình có rớt cái bóp xuống, người ta không biết gọi mình, người ta cứ anh ấy ơi, đúng không? Mình có hiểu được là người ta nói mình thì mình may mắn mới nhận là cái bóp. Còn nhiều khi người khác người ta lại tưởng là gọi người ta, đúng không? Thì có thể mình bị mất hoặc bị người khác nhân nhầm, ví dụ vậy. Trên đường bao nhiêu anh ấy mà biết anh ấy ơi, biết là anh ấy nào, đúng không? Cho nên là
Nếu như mà anh che giấu thì nó có cái hay là gì, nó tạo ra được cái tính riêng tư cho đối tượng, nhưng cái dở nhất của nó là người khác sẽ không truy cập được vào đó. Chính vì thế đây chúng ta mới thấy có cái biến, có cái dữ liệu thành viên của lớp cell item thì có hai cái, một là string, kiểu dữ liệu là string để lưu trữ name đó. Và các bạn để ý thấy rằng C# nó có một cái cách đặt tên cũng khá đặc biệt, tức là đối với dữ liệu hay biến ấy, thì nó cũng dùng cái cách đặt tên là camel key giống như Java đó. Thế nhưng mà biến dữ liệu thành viên ấy, thì bao giờ nó đi thêm cái prefix là underscore, tức là tiền tố của các cái biến dữ liệu thành viên thì bao giờ nó có dấu underscore trước đó. Và nó cũng dùng theo cái cách đặt tên nó gọi là camel key ngày xưa mình học bên Java. Thì đối với camel key khi đặt tên ấy, tên class thì chữ hoa đầu từ giống kiểu Pascal đúng không? Tức là cell item thì cái chữ cell chữ S nó viết hoa, chữ item thì chữ Y nó viết hoa. Đó. Nhưng đối với phương thức thì nó viết chữ thừa đúng không? Đó. Ở trên này thì mình không có phương thức nhưng mà có cái property. Và property thì nó lại áp dụng cái kiểu giống như kiểu tên đối với lớp ấy, tức là chữ hoa đầu từ. Và mình đang thấy rằng đối với dữ liệu thành viên của cái lớp cell item là name thì nó có underscore. Thế thì ở đây nếu như chỉ đạt như vậy thì bên ngoài truy xuất vào cái thuộc tính name của đối tượng lớp cell item sẽ không truy xuất được đúng không? Tại vì nó riêng tư mà không được. Thế cho nên là người ta trong C# nó cung cấp cái khái niệm là property, tức là các bạn muốn cho bên ngoài mà thiết lập thì các bạn sẽ dùng cái set ha, cái thuộc tính, cái đặc điểm là từ khóa set để quy định là cho phép gán giá trị cho cái đối tượng của lớp này, và giá trị đấy sẽ gán cho cái thằng name, thì lúc này nó khai báo cái tương ứng với cái dữ liệu thành viên là name ấy, thì nó sẽ có public string name, và bên trong ấy mình thấy có set nó chỉ ra, nó có cái ký hiệu đấy để nó chỉ ra rằng là value là từ khóa nhé, mặc nhiên các bạn gán vào cho cái property name ấy, một cái giá trị thì mặc nhiên cái giá trị đấy khi lập trình nó gọi là value thì nó sẽ gán cho, thì lúc này các bạn set thì các bạn chỉ cái hướng chuyển hướng để dữ liệu nó sẽ đưa từ cái thằng value vào cho cái biến name. Đó. Nếu như mà các bạn muốn đọc cái giá trị name bên trong ra thì thông qua cái property name người ta dùng cái từ khóa get, mà get thì nó sẽ cho cái thuộc thì. Như vậy mình thấy cái này nó giống như hồi xưa mình làm bên Java ứng với một thuộc tính ha, với một dữ liệu thành viên thì các bạn tạo getter và setter. Ở bên này nó gọi là getter setter, nó gọi là property. Và đối với mỗi một cái property như thế, các bạn có thể dùng get, từ khóa get hay set để chỉ thị cho trình biên dịch nó biết rằng có thể gán giá trị hay lấy giá trị. Đó, tức là nếu như mình chỉ muốn cho phép lấy giá trị thì mình chỉ dùng một cái từ khóa, cái keyword get thôi thì nó sẽ lấy được. Đó. Tương tự với trường hợp là cái trị giá của cell item, người ta khai báo một cái biến thành viên là cost, sau đó người ta định nghĩa cái property tên là price. Thì khi mà price thì bên trong này người ta cũng đưa ra hai cái keyword là get, nếu là get thì nó sẽ truy xuất đến dữ thành viên cost trả về cho cái property price. Nếu như mà set thì cái giá trị đưa vào cho cái price thông qua phép gán sẽ được gán trực tiếp cho cái dữ liệu thành viên cost bên trong cái lớp này. Thế thì việc đặt property của C# theo cách này thì dường như có vẻ phức tạp, đúng không? Có vẻ phức tạp, khó nhiều. Thì nó đưa ra một cái cách thứ hai, tức là gì? Anh get set tự động. Đấy, thì các bạn thấy này, thay vì ở trên nhé, mình làm theo kiểu truyền thống, tức là mình khai báo một cái biến dữ liệu thành viên và bị che giấu ở trong cái lớp cell item. Thế sau đó mình mới tạo ra property. Thì ở bên cái hình vừa mới xuất hiện bên phải thì các bạn thấy rằng người ta có thể viết là dạng auto, nó ngắn gọn hơn rất nhiều, tức là mình không cần dữ liệu thành viên nữa mà mình đặt luôn cái property name là public
string name. Sau đó bên trong cái property này, các bạn có thể dùng từ khóa get để cho nó biết rằng là à cho phép nhập giá trị, hay là set tức là cho phép nhận thiết lập giá trị, đúng không? Còn get là cho phép lấy giá trị. Tương tự với thằng price cũng vậy ha. Thế thì khi mà các bạn thực hiện cái set theo kiểu như vậy, đúng không? Theo kiểu như vậy, thì sau này khi mình tạo ra đối tượng và khởi đàn giá trị này, các bạn coi cái dòng màu đỏ ha, thì các bạn có thể chỉ ra cái property, tức là mình new một cái sale item là rồi mình mở ngoặc nhỏ ra, mình chỉ định ra rằng là cái thuộc tính name được gán bằng su và thuộc tính price sẽ được gán bằng 19.95. Và đây là một cái cách cũng hơi lạ, đúng không? Là các bạn chỉ ra thuộc tính bằng value, là giá trị vẫn là hiểu. Và cái cách xây dựng property chỉ có get set như thế này. Hôm trước mình cũng thực tập trên cái giờ thực hành ấy, cái cách làm này nó gọi là auto ha, auto property. Đó. Thế thì có đôi khi mình thắc mắc, ủa vậy bây giờ em muốn get set này gì là gì, truy xuất thực tức là biến thôi. Thế nhưng mà nếu mà get hay set này em cần phải tính toán trước khi mà thiết lập hay là lấy giá trị thì có làm được hay không? Làm được, có thể thực hiện theo cái cách thứ ba, tức là nếu mà cần tính toán ấy, thì các bạn nhìn thấy ở trên này cái get set của cái property hour mà, thế thì mình thấy là nếu mà get mà mình muốn thực hiện tính toán thì mình cũng làm giống bình thường, mở một cái cặp dấu ngoặc nhỏ rồi trong đó mình dùng lệnh return và mình thực hiện cái phép tính của mình ở đó mà. Có thể nhiều hơn một lệnh nha các bạn. Ví dụ bên dưới các bạn thấy tôi áp dụng cả cái trong cái minh họa này, minh họa này thì chép của Microsoft xuống ha. Thì trong minh họa này cái set này người ta cũng mô tả có nhiều hơn ha, dùng hẳn cấu trúc lệnh một trong, tức là nó sẽ thiết lập nếu như giá trị lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 4, và nếu như lớn hơn 0 và nhỏ hơn 4 thì giá trị gán cho cái thuộc cái property hour là bao nhiêu ấy, thì nó sẽ nhân với lại 3600 đó. Và dĩ nhiên 3600 này là 3600 second, nó ảnh hưởng đến dữ liệu của cái thằng second là phía bên trên. Thế rồi mình thấy rằng là khi mà mình vậy thì chương trình hay là chỗ nào đấy mình thi hành, nếu anh dùng set như thế thì các bạn thấy rằng TL và gán 24 thì bên trong kia nó sẽ set. Nếu như mà value tức là cái giá trị số 24 trong trường hợp này nó tự hiểu nha các bạn, các bạn không cần đặt biến, nó tự hiểu là value đó, cái đó chính là value, thì nó lấy 24 và set 24 lớn hơn 0, lớn bằng 0 và 24 thì nhỏ hơn 24 thỏa mãn, đúng không? Thì lúc đấy nó sẽ lấy value nó set cho cái second này là nhân với 3600. Trường hợp thứ hai là mình thấy ở bên dưới cùng chỗ mà time in hour thì mình thấy mình ngoặc và mình t.hour. Trong tình huống này chính là gì? Mình gọi cái property hour với cái tính chất là get, tại đọc giá trị ra thì mình t.hour thì nó sẽ gọi cái property get của cái thằng hour ha, rồi nó return cái kết quả của phép tính đó. Anh nếu như là phức tạp có thể thực hiện cái này cũng được. Bữa nay thì cái phần chúng ta sẽ dừng trong tuần này cái phần mà triển khai ngôn ngữ C# thì chúng ta sẽ triển khai đến mức này, đúng không? Tuần sau thì tôi sẽ nói tiếp đến cái phần thừa kế ha các bạn, thừa kế và các cái vấn đề về chủ tượng trên cái bài học của tuần kế tiếp. Bữa nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Chào các bạn.